Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Và ngày hôm nay các Mobi Việt Nam của chúng ta đã chia sẻ thông tin về các ứng dụng đã thắng cuộc trong các cuộc thi Hackathon tại ba trường đại học là Berkeley, Cornell và Harvard đây. Vậy thì để xem là ở trong này có những ứng dụng gì. Các bạn có tò mò xem là những ứng dụng đã thắng cuộc trong ba cuộc thi Hackathon được Bi Network tài trợ là gì không? Và những ứng dụng này giúp ích gì cho Bi Network thì hôm nay đây chính là toàn bộ chia sẻ cả những ứng dụng đã thắng cuộc trong Hackathon được Bi Network tài trợ như sau. Khác với Hackathon truyền thống, ngoài việc xây dựng một ứng dụng phi tập trung đi áp về bản chất, doanh nghiệp còn có mục đích phát hiện và tuyển dụng nhiều nhân tài hơn, nên Bi Network lần này tài trợ cho 3 cuộc thi Hackathon với mục đích sau. Thứ nhất đó là nâng cao thương hiệu của công ty, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để Bi Network được tiếp xúc và tiếp cận với các nhân tài. Thứ hai là mở rộng nguồn nhân lực, trong tình hình nhu cầu nhân tài blockchain lớn hơn cung, dịp này sẽ là cơ hội thời điểm tốt nhất để cạnh tranh nhân tài, đồng thời cũng là điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp lớn. Và mục đích cuối cùng là mở rộng sản phẩm. Sản phẩm có thể tương ứng với hệ sinh thái Bi Network hiện tại, và rõ ràng là tính toàn vẹn và sáng tạo sinh thái hiện tại của Bi là hơi thiếu. Và thông tin sau là liên quan đến việc tài trợ của Bi Network. Thứ nhất là CoreHack. Nó được tổ chức tại Đại học Berkeley, gần thung lũng Silicon. Đây có thể nói là cuộc thi tiêu biểu và ý nghĩa nhất trong tất cả các cuộc thi Hackathon tại Hoa Kỳ. Đồng thời nó cũng tổ chức cuộc thi Hackathon lớn nhất vào năm 2014. Bạn có thể thấy nhiều dự án blockchain từ các nhà tài trợ cung cấp cho website bên dưới như là Polygon hoặc là Avalanche. Trọng tâm của cuộc thi Hackathon những năm gần đây chắc chắn không thể tách rời với chuỗi khối blockchain. Link thì các bạn có thể xem ở cohash.io. Và sau đây chính là 5 dự án liên quan tới giải thưởng công nghệ Bi Network tại Hackathon tại Đại học Berkeley. Thứ nhất là Private Encrypted NFT Metadata. Chính là dự án đã thắng cuộc. Dự án này được mô tả là một siêu dữ liệu NFT được mã hóa riêng tư, được cung cấp để sử dụng như vé sự kiện hoặc tác phẩm nghệ thuật riêng tư, phân biệt nó với các NFT có thể tìm kiếm công khai. Dự án chiến thắng thứ hai là Spoker. Spoker là một game di động nhàn rỗi. Bạn có thể dùng số bi của mình tiêu vào đó để mua dịch vụ hoặc là đạo cụ giúp cho các ngôi sao phát triển. Ngôi sao hay còn gọi Spoker đấy. Dự án thứ ba là dự án Clipshot, cung cấp từ khóa tìm kiếm tài liệu video, phim ngắn hoặc là clip. Dự án thứ tư là Wormhole Dynamic Transaction Verification, là một dự án xác minh giao dịch di động của Wormhole, giải quyết các vấn đề giao dịch xuyên chuỗi của Wormhole. Một dự án nữa là Instafix, là một mã thông báo tiền điện tử cung cấp cho người dùng các phân tích cho phép họ xem các hồ sơ rủi ro về sức khỏe của mình, cùng với lời khuyên về cách để cải thiện sức khỏe của mình và thúc đẩy việc tập thể dục. Đây chính là 5 giải thưởng trên do Bi Network tài trợ. Và từ nội dung này thì chỉ có Spoker là đề cập đến việc sử dụng đồng Bi, còn lại thì không liên quan đến Bi. Đó là 5 dự án thắng cuộc của trường học Berkeley. Thứ hai là tại Harvard, hay còn gọi là cuộc thi Hack Harvard, được tổ chức tại Đại học Harvard. Đây cũng là cuộc thi Hackathon kéo dài đến 36 giờ, có nghĩa là khoảng 1 ngày rưỡi. Và link thì các bạn có thể vào tham khảo hackharvard.io. Và nếu bạn truy cập vào thì có thể thấy kích thước logo của các danh sách tài trợ trong hình bên dưới. Số tiền tài trợ của trò chơi này đặt Bi Network vào cùng hàng với Meta, hay chúng ta còn gọi là Facebook, và Hudson River Trading. Đây là công ty định lượng lớn thứ 7 trên thế giới, và ta có thể thấy nhiều pioneer đã chia sẻ rất nhiều trong vài ngày trước đó. Các mục tiêu liên quan đến sử dụng tốt nhất BSDK. Thứ nhất, dự án chiến thắng đầu tiên đó là Smart Park, dự án nhằm giải quyết vấn đề không đủ chỗ đậu xe tại những khu vực đông đúc. Và đây là một dự án IoT và dự kiến sẽ được thanh toán bằng tiền Bi. Dự án thắng cuộc thứ hai là dự án Study Buddy. Ứng dụng này sử dụng kỹ thuật Pomodoro và vật nuôi ảo để đồng hành cùng bạn trong quá trình học và sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho các đạo cụ, hình này và dịch vụ liên quan. Dự án tiếp theo, đứng ở vị trí thứ hai cũng là người chiến thắng sử dụng tốt nhất BSDK, đó chính là We Are Suck Drones. Đây là một dự án sử dụng máy bay không người lái với các cảm biến khác nhau đo lượng carbon dioxide, methane và albedo của đất, bao gồm đất nông nghiệp bên dưới chuyến bay, để ước tính mức bù đắp carbon thực tế
Thông qua bù đắp carbon, bạn có thể truy vấn và tính toán tín chỉ carbon. Dự án IoT này có thể được sử dụng thông qua Pi Network và đạt được những lợi thế sau. Thứ nhất là sử dụng được các đặc điểm của blockchain và sẽ không có vấn đề đếm kép. Thứ hai là nó sẽ có một số lượng rất lớn người dùng tiềm năng. Và thứ ba là nó đảm bảo rằng chỉ có các khoản tín dụng được tính toán bởi thuật toán tồn tại và sẽ không bị ảnh hưởng bởi con người. Dự án tiếp theo đó là RoboToken. Các NFT của RoboToken nó cho phép người dùng tạo ra các bot kỹ thuật số được nhúng trong NFT để có thể tương tác với nhau và thậm chí là tạo ra thu nhập thụ động. Người dùng có thể đặt cược vào các cuộc thi bot trên toàn thế giới. Và khi một bot giành chiến thắng, tất cả những người dùng đặt cược vào bot đó và chủ sở hữu của bot đó đều nhận được tiền thưởng và bồi thường. Về cơ bản thì NFT của bạn không chỉ còn là một hình ảnh mà là một IT sống trên blockchain và mang lại thu nhập thụ động. Tiếp theo là dự án Krabby, thì nó tạo ra một không gian giảng dạy siêu đa dạng. Dự án tiếp theo là EQT, đó là chương trình này tạo ra các trận đấu giữa gia sư và sinh viên tùy chỉnh và cung cấp hỗ trợ dựa trên nhu cầu cho những sinh viên cần họ với sự trợ giúp của các gia sư tình nguyện có động lực, đồng thời kiếm thêm thu nhập từ tiền Bi. Và tất cả những dự án ở trên, tất cả đều được xây dựng trên Bi SDK và nó sẽ được sử dụng cho Bi Network và thanh toán Bi trong tương lai. Bạn có thể xem thêm tại hackharvard.io và tại trường đại học thứ ba là trường đại học Cornell với cuộc thi Big Red Hack. Đây là một cuộc thi do trường đại học Cornell tổ chức và nó yêu cầu tập hợp các sinh viên từ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để tham gia. Nó được tổ chức vào mùa thu hàng năm và cũng là một trong những cuộc thi hackathon hàng đầu tại Hoa Kỳ. Cuộc thi kéo dài trong một ngày cuối tuần. Bạn có thể truy cập bigredhacks.com. Và các dự án liên quan đến blog và web track của Bi Network như sau. Cuộc thi chiến thắng mình đã giới thiệu trước đó, đó là NFT Tree. Rõ ràng đây là một nền tảng NFT. Ý tưởng là sở hữu kinh doanh và trồng các loại cây thực trên khắp thế giới thông qua các đặc điểm của NFT. Mỗi loại cây là độc nhất trong thế giới thực, đều được đánh dấu và nó dựa trên sự sáng tạo của các thuật toán, cung cấp giá mặt bằng hợp lý cho vị trí, khí hậu, độ tuổi của cây trồng và đấu thầu thông qua hệ thống đấu thầu được viết bởi Bob Jarvis. Dự án thứ hai là Bigcrafty NFT, xây dựng một thị trường phi tập trung nơi người dùng có thể giao dịch và bán các sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường, sản phẩm tươi sống và thực phẩm tự làm trên nền tảng và sử dụng Bi Network để giao dịch. Và tất cả các cuộc thi hackathon đều thông qua hình thức tài trợ hoặc là không tài trợ để đạt được hiệu quả về quảng bá, thu hút và mở rộng sản phẩm. Tầm quan trọng của Bi Network đối với bản thân dự án. Bi Network cần một hệ sinh thái dự án mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, mang tính cách mạng hơn để làm cho Bi Network tỏa sáng. Và cuộc thi hackathon do thế giới bên ngoài tổ chức chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời cho Bi. Tất nhiên những người tiên phong của chúng tôi cũng cam kết hỗ trợ hết mình. Giải thưởng theo tài liệu được cung cấp bởi Cohas, ngoài Nintendo Switch và cơ hội phỏng vấn xin việc, những người chiến thắng sẽ được thưởng $20,000 để hỗ trợ sự hiện diện liên tục của họ trên mạng Bi Network cho nhóm xuất sắc được đề cử một trong ba hackathon trong công viên này. Và ngoài ra mình muốn giới thiệu cho các bạn, hiện tại mình đang phát triển ba kênh YouTube. Kênh thứ nhất là kênh Bi Network VMS Channel, chuyên đăng tải những thông tin liên quan đến Bi Network. Kênh thứ hai là kênh Bi Network Live, mà mình sẽ thường xuyên livestream để chia sẻ và giao lưu trực tiếp với các bạn về Bi Network. Và kênh thứ ba là một kênh hoàn toàn mới mang tên là Dreamer, một kênh mà mình chia sẻ về cuộc sống và suy nghĩ của riêng mình. Và hãy nhấn vào đăng ký để nhận được những thông tin thú vị nhất. Đường link của các kênh mình để lại bên dưới phần mô tả của video. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.